Tháng 6 năm 2022, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã dỡ bỏ quy định những người đến Mỹ bằng đường hàng không phải có chứng nhận xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, nhưng không dỡ bỏ yêu cầu tiêm chủng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh đối với hầu hết du khách nước ngoài. Trước đó, Nhà Trắng đã thông báo kế hoạch chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng với COVID-19 vào ngày 11 tháng 5 tới. Hiện tại, những du khách là người trưởng thành đến Mỹ mà không phải là công dân hoặc có giấy phép cư trú lâu dài, thẻ xanh tại nước này đều phải xuất trình chứng nhận tiêm chủng trước khi lên máy bay, trừ một số trường hợp ngoại lệ.